Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Hello everyone, welcome to my channel. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Tiến Vlog. Ngày hôm nay thì Tiến được nghỉ làm mọi người ạ. Hôm nay là hai cái lễ lớn cùng một lúc luôn. Đó là ngày lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và đồng thời cũng là ngày lễ Vu Lan nha mọi người. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Chính vì vậy mà hôm nay Tiến tranh thủ đi chợ sớm mọi người ạ. Đúng lẽ ra thì chiều hôm qua Tiến đã phải đi chợ mua trái cây về để đơm lên bàn thờ. Nhưng mà vì đi làm về muộn quá, với lại hôm nay được nghỉ làm, thành ra Tiến để hôm nay Tiến mới đi chợ. Giờ Tiến bắt đầu dọn dẹp bàn thờ để đơm trái cây và cúng rằm nha các bạn. Hôm nay thì ở ngoài Bắc gọi là ngày cúng cô hồn đấy các bạn. Ở ngoài Bắc thì hôm nay sẽ cúng rất là lớn, nhà mình cũng vậy. Nhưng mà Tiến thì Tiến sống ở miền Trung, cuối của miền Trung, Tiến đang sống ở Nha Trang, Khánh Hòa. Và Tiến có niềm tin về Phật giáo, thành ra là ngày hôm nay, với quan điểm của người theo đạo Phật, thì hôm nay là lễ Vu Lan nha mọi người. Và hôm nay Tiến cũng ăn chay, giống như mọi người theo đạo Phật. Bố mẹ của Tiến thì sống ở ngoài Nghệ An các bạn ạ. Còn Tiến thì sống ở Nha Trang có một mình. Cho nên là tất cả mọi việc ở trong nhà Tiến đều phải tự làm hết. Không biết là hôm nay lễ mọi người có đi chơi nhiều không? Mà Tiến nghĩ chắc với tình hình dịch bệnh như hiện tại thì chắc mọi người cũng hạn chế ra ngoài đường đúng không ạ? Ở nhà cho an toàn mọi người ạ. Chứ bây giờ đi ra đường cũng không biết là như thế nào cả. Mình thì buổi sáng ở nhà sau khi đi chợ về thì mình tranh thủ làm những công việc ở trong nhà, dọn dẹp lại nhà cửa cho nó sạch sẽ tươm tất một chút. Cuộc sống của người độc thân cũng tương đối là đơn giản mọi người ạ. Nhiều lúc thì cũng cảm thấy hơi buồn, hơi chạnh lòng một chút. Tuy nhiên thì Tiến đã sống một mình suốt mười mấy năm nay rồi, thành ra cũng quen các bạn ạ. Tự mình tạo niềm vui cho bản thân mình. Hàng ngày ngoài những thời gian đi làm ra thì mình còn có nhiều sở thích khác để là không làm cho mình phải suy nghĩ nhiều về cái cuộc sống bộn bề. Tự kiếm niềm vui cho bản thân mình thôi mọi người ạ. Thank you.
Em biết chăng ngoài khơi xa bão lớn, có biết bao còn thì phải lạnh đây. Về bên anh không ồn ào sóng cả, chỉ hiên hoa yên hà nặng tình. Con thuyền phải lên về bên anh không ồn nào. Giờ thì Tiến bắt đầu cắm hoa mọi người ạ. Hôm nay Tiến có mua một ít hoa hồng về để cắm. Tại vì hôm nay là ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu đó mọi người. Thành ra dù kinh tế đang khó khăn nhưng mà mình cũng mua một ít hoa về để cắm.
Người Việt chúng ta thường có câu rằng công cha như núi Thái Sơn, nghệ mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Những câu nói đó đã luôn nhắc nhở cho chúng ta rằng đừng bao giờ quên công cha nghĩa mẹ, những người đã sinh thành và nuôi dưỡng chúng ta khôn lớn nên người nha các bạn. Và hôm nay là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, chính vì vậy Tiến mua một ít hoa hồng về để cắm và cũng nhắc nhở cho bản thân mình nhớ rằng đừng bao giờ quên công ơn của cha mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, nuôi lớn mình để có được như ngày hôm nay. Có thể ở ngoài xã hội, chúng tôi là những người không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí có những người đã từng nói với Tiến rằng những người mắc căn bệnh ung thư giống như Tiến là cái thứ bỏ đi, chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng đối với bố mẹ của Tiến và những người luôn thương yêu Tiến, thì cho dù Tiến là người như thế nào, có mắc bệnh gì đi chăng nữa, thì với bố mẹ Tiến và gia đình của Tiến, thì Tiến vẫn là một đứa con ngoan, là một người luôn được bố mẹ yêu thương và đùm bọc. Cho dù có bất kể vấn đề gì xảy ra đi chăng nữa, thì bố mẹ Tiến vẫn luôn dang rộng chào đón Tiến trở về. Chính vì vậy mà Tiến luôn nhắc nhở, động viên bản thân mình là cho dù ở ngoài kia xã hội có như thế nào đi chăng nữa, thì mình vẫn hãy cứ sống vui vẻ, nỗ lực hết mình, ít nhất không vì mình thì cũng hãy vì những người luôn quan tâm yêu thương mình hết mực giống như bố mẹ của mình, để bố mẹ mình cho dù ở một nơi rất là xa, không sống ở bên cạnh mình, vẫn có thể yên tâm vui vẻ. Tiến biết rằng bố mẹ mình có thể chẳng bao giờ xem được những video này, tại vì bố mẹ mình là những người nông dân, không biết sử dụng công nghệ các bạn ạ. Nếu có chăng nữa thì em trai mình ở quê có mở cho bố mẹ mình xem thì bố mẹ mình mới biết được. Còn ngoài ra thì chắc là bố mẹ sẽ không xem được video này. Nhưng bằng chính tình cảm của một đứa con xa quê, Tiến muốn gửi tới bố mẹ mình một lời cầu chúc. Chúc cho bố mẹ luôn có được nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Và qua đây, cho phép Tiến Vlog được gửi lời chúc tới tất cả mọi người, những bậc làm cha làm mẹ có một ngày lễ Vu Lan tràn đầy sức khỏe, ngập tràn niềm vui và sum vầy bên gia đình thân yêu của mình. Đối với những bạn là những đứa con, hãy biết quan tâm đến cha mẹ mình lúc cha mẹ mình đang còn ở bên cạnh mình nha các bạn. Và video ngày hôm nay, Tiến Vlog xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video cùng với Tiến Vlog. Chúc mọi người có một ngày lễ thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.